khu 1, khối cơ quan của quân đoàn 3, quân chủng phòng không không quân đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện với khí thế và quyết tâm cao. Trong năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, các cơ quan đơn vị xác định việc huấn luyện phải bắt đầu từ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện sát đối tượng, địa bàn tác chiến. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cấp ủy chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự quốc phòng, vận dụng sáng tạo vào quá trình huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, lấy rèn luyện cán bộ chỉ huy cơ quan là trọng tâm, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện. Ngay tại lễ ra quân huấn luyện, nhiều cơ quan đơn vị đã tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu và một số đơn vị đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện tại nhiều địa điểm trên cả nước. Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện năm 2024 tại Sư đoàn 324, Quân khu 4. Theo đó, Sư đoàn 324 nói riêng, Quân khu 4 nói chung đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cho ra quân huấn luyện. Trong đó, toàn quân khu đầu tư hơn 11 tỷ đồng để tu sửa, làm mới vật chất, mô hình, học cụ, thao trường huấn luyện. Trong đó có trên 1.400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, giáo án, bài giảng được chuẩn bị đầy đủ, tổ chức thông qua, thực luyện đúng quy định. Đoàn công tác của Quân khu 5 đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đối với Ban Chỉ huy quân sự thành phố Quảng Ngãi, Trung đoàn 887 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động biên soạn, hoàn chỉnh các văn kiện, xây dựng, củng cố các công trình hạng mục, phục vụ luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác. Qua quá trình được kiểm tra, các đơn vị trực thuộc vùng 4 Hải quân đã cho thấy sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc cho kế hoạch ra quân huấn luyện, tập trung và tổ chức phương pháp huấn luyện của cán bộ phân đội, bảo đảm vật chất, thao trường huấn luyện, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho huấn luyện, việc duy trì nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, hệ thống văn kiện, tài liệu, chuẩn bị cho các nhiệm vụ đặc thù. Tư lệnh Cảnh sát biển cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2024 đối với vùng Cảnh sát biển 3. Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho năm huấn luyện năm 2024. Từ cơ sở vật chất huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập đến giáo án, bài giảng đều được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng. Toàn vùng đã sẵn sàng bước vào năm huấn luyện mới với quyết tâm cao nhất. Ngày mai, toàn quân sẽ bước vào năm huấn luyện 2024. Những ngày này, khí thế thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, vươn lên giành những đỉnh cao mới đã và đang sục sôi, lan tỏa khắp toàn quân. Trong năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh này, cơ cấu quân số của quân đội ta sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng cường cho các đơn vị thành lập mới, đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, biên giới, biển đảo, ưu tiên nguồn lực cho các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Để đạt được mục tiêu đưa quân đội ta tiến lên hiện đại từ năm 2030, đòi hỏi nỗ lực quyết tâm rất cao, đồng chí đồng lòng, luyện thực chất, rèn thực chất của cán bộ chiến sĩ toàn quân.